cùng xem thử trong cái giỏ mình mang đi làm mỗi ngày thì sẽ có những cái đồ gì nha. Cái giỏ của mình nó thật sự rất là nặng luôn á. Ngăn chính bên trong có túi laptop, cái bóp với cái túi hình con cánh cam, từ từ tí nữa sẽ khui hết ra. Còn ngăn bên ngoài mình có một chai nước rửa tay, một cái chùm chìa khóa và một ít tiền lẻ để mà gửi xe. Rồi bên trong thì còn có một cái ngăn nhỏ nữa nè. Trong này thì mình đựng một cái tai nghe, một cái gương nhỏ và lược. Đây thêm một cái tai nghe nữa. Và cuối cùng cái đồng hồ màu tím cực kỳ xinh. Rồi bây giờ khui tiếp tới cái túi cánh cam. Nhìn thấy nhỏ nhỏ như vậy thôi chứ đựng quá trời đồ luôn. Đầu tiên là chai nước hoa Burberry. Mùi này mình dùng mỗi ngày rất là thích. Chai kem chống nắng nhà Anessa, một cái kem tây mùi dưa hấu và 1, 2, 3, 4 cây son cùng tông cam đất nâu đất. Không hiểu sao mang đi nhiều vậy luôn. Rồi có thêm hộp son dưỡng, một hộp kẹo the ăn cho thơm miệng và một chai nước hoa chiết mùi khác. Trong này còn có cục tóc lò xo, thuốc nhỏ mắt rồi khăn giấy nữa. Đó, trong cái bóp cánh cam có nhiêu đó đồ đó. Còn đây là cái bóp đựng tiền màu đỏ siêu yêu thích của mình. Rồi tới cuối cùng cũng là cái cục mà nặng nhất, cái túi màu đen đựng laptop. Đầu tiên là hộp kính cận, rồi tới cục sạc laptop. Tiếp theo là một cục pin sạc dự phòng của Xiaomi, một cái sạc điện thoại iPhone. Rồi cuối cùng là cái MacBook Pro 2015, cái nặng nhất trong toàn bộ đống đồ này. Ngày nào đi làm thì mình cũng phải mang đủ nhiều đầy đồ. Thiếu một món thôi là cũng cảm thấy khó chịu, cảm giác như là không yên tâm.